Châu, dãy Kinh Châu đẹp không? Cây này cả nhà mình hả cô? Cây đây đâu? Ba tiền cây Nguyệt Quế. Bên đây à? Đâu rồi? Chắc là bên đây trong cả bên. Cây Nguyệt Quế này ba tiền này. Ồ, cô còn đang lên sở. Không lên sở à? Hôm qua thấy nó đầy nốt, ngay từ hôm qua đó nó đi vào rửa tay nó lại không đi. Lên sở, sáng nay lên hết chân tay người. Ừ, đến thằng như này, để bố kia nước không rõ này. Mà ông sốt. Để nấu cơm cho hai ông cháu. Cái cây châu đây đúng không ạ? Không, cây này Sơn Liễu. À, Sơn Liễu. Dạ. Yeah. Cây ba tiền ạ? Thế còn cây nhỏ này? Cây cháu vừa hỏi cây này bao tiền? 600. Sơn Liễu mình nhìn nhầm thành Kinh Châu. Quay cái gốc. Cây của nhà mình anh. Vâng. Em quay cái gốc với cái tay tán đó. Này hay phết nhỉ. Mời chú em đi chợ Cung Đao, đi ra Cung Đao không? Có bắt đầu xếp hàng này thả nước xuống vậy.